Nguyên Cao nhá, anh Nguyên Cao hỏi rằng tư vấn giúp mình cách điều trị bệnh viêm phổi ở trên lợn nhá. Vậy thì đầu tiên này, để mà trả lời cái bệnh viêm phổi trên lợn ấy thì tôi lại tiếp tục cái hành trình một số bệnh liên quan đến hô hấp phức hợp ở trên lợn cho các bạn xem. À, bệnh đầu tiên ấy mà lúc nãy tôi đang nói dở ở trên này nhá. Đấy các bạn nhìn này ở trên lợn ấy, nó có một cái bệnh là liên quan đến bệnh sơcovirus uh, sơcovirus uh, đúng không? Cái virus là tại sao nó lại lại khó chữa như vậy? Tại vì các bạn biết rằng là cái hiện tượng mà con lợn nó ho rất là mạnh nhá sau khi nó ho mạnh xong ấy mà các bạn à, sử dụng kháng sinh vào mà nó dừng ho sau đấy khi mà hết kháng sinh nó lại ho trở lại bình thường vậy thì các bạn quan tâm đến một cái triệu chứng tôi gọi là bệnh sơ virus nó có hiện tượng là viêm kẽ phổi vậy thì nếu mà con lợn mà nó bị viêm kẽ phổi như này các bạn à, cứ dùng kháng sinh vào thì nó hết ho mà bỏ kháng sinh đi nó lại ho trở lại bình thường vậy thì chúng ta liệt cái bệnh đến liên quan đến bị sơ virus nhá à, thế tôi sẽ nói một loạt bốn bệnh sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách điều trị là sao cho nó hiệu quả nhá thì đầu tiên là bệnh sơ cơ virus này cái loại bệnh thứ hai ấy là con lợn nó có hiện tượng là ngồi như chó ngồi ngồi như chó ngồi thở hip hop nhá à, cái con lợn là ngồi như chó ngồi thở hip hop lúc nãy tôi cũng có nói à, tôi cũng có chia sẻ với anh em à, ở trên cái phần đầu livestream stream nữa. chắc là các bạn à, cũng không lúc đấy có thể là bạn vào hơi chậm bạn không để ý nhưng mà cái triệu chứng thứ hai của con lợn nó ho nó có hiện tượng ngồi như chó ngồi nhìn à, các bạn nhìn thấy con heo con heo này là heo chó đúng không? nó ngồi như chó ngồi ho bụng hip hop thì cái triệu chứng này nó gọi là ho ra phổi dính sườn đúng không thì loại ho thứ nhất là do sơ cơ virus nó gọi là phức hợp hô hấp cái loại ho thứ hai là ho ra phổi dính sườn là con chó con lợn nó ngồi như chó ngồi ok đấy là loại ho thứ hai à, cái loại ho thứ ba của chúng ta này à, loại lợn ho thứ ba nhé loại ho thứ ba là ho như thế nào các bạn đợi tôi một chút để tôi lốt cái màn hình của tôi đã nha tiếp tục này sang loại ho thứ ba tại vì tài liệu nó rất là nhiều đấy anh em vừa xem vừa phải chờ đợi để tôi còn lấy kiến thức ở trong não ra chứ không hỏng hết bánh kẹo rồi chưa đây để tôi mở một loạt nhá mở một loạt cho anh em xem luôn. Đâu, cái loại hoa thứ ba người ta gọi là hoa do xuyển heo rồi hoa thứ bốn là hoa do tụy trùng còn một loại hoa nữa là hoa glasser nhưng tôi sẽ nói về hoa do tụy trùng Ờ Các bạn cứ đợi một chút không sao đừng vội vàng để tôi xem ở đây có tụy trùng chưa này Ok, không sao, không thấy ho tụ dây trùng nhá. Thì bây giờ tôi sẽ chiếu cho các bạn xem luôn cái loại ho thứ hai là ho do ờ, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh không sao. Tôi sẽ chiếu cho các bạn xem loại ho do tụi dây trùng này. Các bạn đợi tôi một chút để tôi phải lục tài liệu đã tại vì thực ra là nó có rất là nhiều cái kiến thức ở đây này. Tự nhiên một anh anh hỏi câu rất là khoai là hỏi anh hãy hướng dẫn em cái cách điều trị các bệnh ho trên lợn là khoai rồi tại vì sao? Tại vì nó có quá nhiều loại hoa khác nhau rồi, tơ đây rồi đây các bạn cứ đợi tôi một chút này, butterlilozit này, à đây rồi nhá hoa là tôi sẽ trùng tôi sẽ, tôi sẽ, sẽ hôm nay tôi hứa với anh em là tôi sẽ trình diễn cho anh em đủ luôn, à, đủ luôn 20 bệnh ở trên lợn nha, hình ảnh sắc nét, các bạn có thể chia sẻ cái livestream này ra đâu đô cho đông đông anh em vào xem đi, tại vì rất là lâu lâu xuân Thích mới thể hiện bản lĩnh một lần nhá, Đấy, tôi sẽ thể hiện bản lĩnh một lần để cho anh em có thể có được cái kiến thức trải nghiệm tốt nhất về các bệnh ở trên lợn nhé nên là anh em tranh thủ à, tranh thủ gọi anh em vào xem đông đông này để tôi uh, chiếu một lần thôi không là ngày mai tôi không phát cái này chi về lại là anh em sẽ mất kiến thức đấy nhá rồi ok đã xong nhá tiếp tục này uh, hoa ra tụ cái trùng thì cái hiện tượng ho nó sẽ như thế nào rồi ok tiếp tôi tiếp nhá đầu tiên là ho ra xuyên này đây các bạn nhìn thấy tôi chia sẻ ho ra xuyên này đây các bạn nhìn này ạ uh, khi mà con heo nó bị uh, hiện tượng xuyễn heo ấy thì nó có hiện tượng là ho nó ngội nó đứng nó ho nhá nhưng mà lưng của nó nó còng lên đây này cái đấy các bạn nhìn thấy cái lưng của con heo nó còng lên đúng không ạ thì khi các bạn mổ khám ra thì bệnh tích ở trong ấy là cái con heo này nó bị uh, bị nhục khóa cái thùy phổi bị phổi bị uh, xuyễn ấy nó bị nhục khóa hai cái thùy đỉnh cái thùy hoành nó khiến cho con lợn này các xem này đây các bạn nhìn ạ, nó bị nhục khóa đây chỗ này là cái phổi của nó nó hiện tượng giống như cái gan đúng không giống như cái gan giống như cục thịt đấy còn dưới này là phổi bình thường này đây các bạn nhìn không nhìn nó rất rõ đâu thì cái triệu chứng thứ hai này là triệu chứng của bệnh suyễn heo tức là con heo nó có hiện tượng ho gần sáng nhá nó có hiện tượng ho gần sáng hoặc chiều tối thì các bạn cứ thấy nó ho khan ho như ông cụ ấy. thì đấy người ta gọi là ho do suyễn heo tiếp tục một loại ho cuối cùng nó gọi là ho do phổi dính sườn vậy thì ho do phổi dính sườn nó ho như nào ho do phổi dính sườn nên là con heo nó có hiện tượng ho nhưng nó có đờm là ho và có đờm và nó ho cả ngày lúc nào cũng có thể ho khi các bạn mổ khám ra bệnh tích phổi của nó nó có hiện tượng là phổi của nó to gấp khoảng hai ba lần phổi bình thường nó sưng rất là to Ok một vài triệu chứng của bệnh uh, tụi trùng Ví dụ như là uh, lách của nó bị không phải bị bị đinh ghim nhưng mà nó có hiện tượng là bị hoại tử trắng như này à, khi chúng ta mổ ra đây, đây các bạn nhìn ạ ở uh, đây là hiện tượng phổi tinh sườn vậy thì từ những cái kiến thức vừa qua ấy, thì tôi đã phân biệt là giúp cho anh gì đấy để anh có cái trải nghiệm rằng nó có bốn loại ho như sau nhá nó bốn loại ho và anh phải nhớ bốn loại ho ho thứ nhất là ho phức hợp vô hấp do sơ cơ virus gây ra thì chúng ta sẽ điều trị như sau này đầu tiên ấy ngày đầu tiên ấy anh lấy cho tôi cái xếp quy này ngày đầu tiên anh lấy cái xếp quy nông này anh tiêm một mũi duy nhất thôi anh nhớ nhá nhớ cái phác đồ <laughs> ngày đầu tiên anh lấy xếp quy nông anh tiêm một mũi duy nhất sau đó thì đến ngày thứ hai anh chuyển sang anh tiêm lanco cho tôi khoảng 3 ngày Ờ, nếu mà pha được chung với dịch chiết anagin thì quá ngon nhá nếu mà anh đưa cái xếp quy nông này anh pha chung với dịch chiết anagin anh tiêm ngày một sau đó ngày hai ngày ba ngày bốn anh tiêm nhanh tôi với là dịch chiết anagin thì nó sẽ điều trị được bệnh uh, viêm kẽ phổi do sơ cô virus rồi đến triệu chứng bệnh thứ hai là lúc nãy tôi có nói là bệnh phổi dính sườn vậy thì khi mà con lợn nó ngồi như chó ngồi mà nó ho theo kiểu giật bụng này mũi thò lò thì đấy là bệnh phổi dính sườn vậy thì anh sẽ dùng xếp quy nông cho tôi nhá sẽ dùng xếp quy kết hợp với là cái trợ lực siêu tốc này, trợ lực siêu tốc cộng với là quy đông nó sẽ điều trị được bệnh phổi dính sườn. Rồi, cái bệnh thứ ba là bệnh liên quan đến suyễn heo. thì anh biết rằng là bệnh suyễn heo ấy là một trong những cái bệnh nó liên quan đến con heo nó ho khan, ho thời điểm gần sáng hoặc chiều tối. vậy thì nếu mà gặp phải trường hợp mà bị suyễn heo thì anh nhớ đến một cái thuốc khá là đặc biệt của bên công ty SuperVet vet. tôi không nhìn ra à, đây, đây giấu tít ở chỗ này, hơi xa đâu. tên của thuốc này là đặc trị suyễn heo. Thì cái thuốc này thành phần của nó ấy, chính là timicosin 20% nên anh nhớ nếu mà anh điều trị bệnh xuyên heo thì cái thuốc này nó mạnh nhất hiện tại bây giờ nhưng anh nhớ một mini chia tiêm 20 mươi cân nếu mà anh tiêm quá liều lợn chết toi luôn một à, mini 20 mươi cân nhớ một mini 20 cân rồi tiếp tục cuối cùng là bệnh liên quan đến phổi dính, uh, liên quan đến tụ huyết trùng vậy thì chúng ta vẫn dùng cái uh, phổi nếu mà đã liên quan đến, đến tụ huyết trùng thì các bạn biết là con paterella chúng ta có thể sử dụng cái sephon a còng này hoặc là cái xếp quy nông này nhưng tại sao tôi lại không bảo bạn dùng xếp quy lông mà tôi lại bảo dùng xếp phôn a còng tại vì thằng xếp quy lông này là nó ngon bổ nhưng nó không rẻ còn thằng xếp phôn này nghe chừng là nó giá của nó dễ chịu hơn nó mát hơn nên chúng ta điều trị tụ huyết trùng chúng ta sẽ dùng xếp phôn a còng nhá hoặc là nếu các bạn là muốn ngon bẻ bổ rẻ hơn tí nữa thì các bạn nhớ cho tôi là cái gen tam mốc a còng la này cái thằng này là nó thuộc uh, cái cái kháng sinh a mốc dòng uh, super micro gọi là siêu mịn này, nó có thể điều trị uh, các bệnh liên quan đến viêm khớp này viêm màng não này hoặc tụ vi trùng là khá mạnh nhá đấy thì trên đây là tất cả những cái kiến thức của Xuân Trịnh là phân biệt bốn cái bệnh ho trên nợ để giúp cho các bạn có được cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời